Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì chào mừng quý cô chú đến với clip mới nhất trên kênh. Thì, tiếp tục giao lưu hôm nay mời quý cô chú mình cùng ghé lại Bonsai Thanh Bình ha chú. Bonsai đồ xưa cũ Thanh Bình để giới thiệu một lô cây bonsai đẹp. Hôm nay thì cũng đa dạng mẫu mã, đa dạng các loại cây ha chú. Rất là nhiều cây đẹp để cho mình lựa chọn. Mời cô chú cùng tham khảo trong clip hôm nay. Đó, có một trang đẹp nữa ha, đó nhiều nhiều cây lắm quý cô chú ơi. Rồi mời quý cô chú cùng gặp lại anh Bình ha. Rồi, Bonsai Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Hôm nay em giao lưu với bà con một số cây bonsai khá đẹp nha bà con, giá cũng khá dễ chơi ha. Đó, bữa nay có những cái mặt hàng như bông trang, bông giấy, đó, được mấy cây kim quýt khá đẹp, khá dài nha bà con. Đó, và bằng lăng ha, chư thị, đó, để giao lưu với bà con nha. Đó thì cái mặt những mặt hàng này giá cũng khá dễ chơi nha bà con, hàng đẹp nha. Đó. Dạ rồi. Rồi, đầu tiên là mã số 1 ha cô chú. Rồi, đây là mã số 1 nha bà con. Bữa nay là chữ E ha, mã E1 đó. Mã số 1 này là một cây kim quýt nha bà con. Đó, cây kim quýt này nó rất là già rồi. Đó, khá là già. Cái này nó nằm chậu, nó thuần chậu ha. Này nhà vườn trồng đất nha bà con. Cũng khoảng 7-8 năm rồi ha. Đó, nằm chậu ha. Rồi, đem ra thông số chiều cao cho bà con mình xem nha. Chiều cao kim quýt là 49 nha. Đó, cây này thì đã buông dây kẽm hết rồi, không còn cọng dây nào nữa hết. 66 là tổng tán dài, tán ngang như gì đó là 42. Đó thì cây này nó có một cái khuyết điểm là cái đường, nó có một cái đường thân lũa nha bà con. Đó, cái đường lũa nha. Cây này dáng thế lắc rất là đẹp luôn. Đó, cốt cành thì nó lớn hơn tay cái ha, nhỏ tay cái em tí, nhưng mà cái này rất là lâu rồi. Đó, nó đã buông dây, nó theo phơm hết rồi. Đó, kim quýt cây ghim nha bà con. Rồi em đo cái hoành em báo cho bà con mình luôn nha. 18 yếu một tí nha. Đó, cây này thì đế cũng tạm được, thân thì đẹp nha. Đây, cái thân mặt này rất quá đẹp luôn. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 2.200.000, em ship toàn quốc, em bao ship nha bà con. Đó, 2.200.000, mã E1 nha. Dạ. Ở 2.200.000, bao ship toàn quốc, cây rất già nha. Đó, nếu cây này không có thẹo thì cây này khá là cao nha bà con. Dạ. Đó, kim quýt thì dòng kim quýt thì rất là được ưa chuộng trên thị trường hiện nay nha. Dạ. Đó. Rồi, một cây kim quýt 2.200.000 em bao ship toàn quốc. Bà con có ưng ý cây nào thì liên hệ qua số điện thoại em là 0967979438 nha. Số này có Zalo, nó có để trên màn hình, bà con kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết thêm cho mình dễ chốt hàng. Tiếp theo là mã E2, cũng là một cây kim quýt luôn. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc ha. Cái phơm tàn chiều dài nhất đó là 50. Chiều cao là 35. Tàn ngang như gì là 42. Đó, cái dàn xương này rất là dày dặn luôn. Cây này là khá quái nha bà con. Đó, tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp ha, khá quái nha. Đó, cốt cành rất là chuẩn luôn. Cái này nuôi rất lâu rồi ha. Cái này về mình cuôn đọt thì nó sẽ lên đọt mới, lên bông lên trái nha. Dòng này đã già cây lên trái thường xuyên nha. Cái hoành đây là 10 thôi, 10 rưỡi. Đó, cái củ đế đây là 14. Đó, cái đế này đi nôm lên tí này ha, là khoảng 8 nha. Đó bà con mình nhìn xem ha. Đây, cốt cành rất là lớn, khá chuẩn luôn nha. 1.300.000 em bao ship toàn quốc luôn cái chậu trái bằng này nha. Cái này là xi măng nha bà con. Đó, này giống như nhựa bà con ơi, nhựa ha, giống như xi măng vậy ha. Ở 1.300.000 em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã E2 nha. E2. Tiếp theo E3. E3 là một cây hoa giấy nha bà con. Hoa giấy đây. Trước rồi. Mắt này là cái nó được em thấy là được 3 màu hoa ha. 2 màu hoa. Một màu cam và một màu đỏ nha bà con. Đỏ tím nha. Đó. Rực rỡ của cô chú. Cái này thì kẽm đã xả hết rồi. Bà con mình nó về thì cuôn tỉa lại. Đó, cái này thì em chủ yếu để cái mặt bông lên cho bà con mình thấy thôi. Đó này về mình cuôn tỉa lên phơm để đàng hoàng hết. Nó lấy cái này vàng đọt sau, cây rất là mịn nha. Đó rồi mình xử lý bông nó rất dễ luôn. Chiều cao của cây là 46. Tán ngang như gì? Đó là 59. Tổng cái chiều dài tán đó là 70. Cái này thì là giấy Mỹ nha bà con. Giấy Mỹ ghép này hoa giấy Thái nha. Rồi em lo cái hoành vị trí này em báo luôn nha. Cái hoành vị trí này là 19 ha. 18 gần 19 rồi. Đó cái đế sổ này á là 24. Ở cái này rất là quái ha. Cái này thì nó đã thuần chậu rồi. Cái này em sẽ ship luôn cái chậu nhựa này cho bà con. Đây. Nuôi nó được 2 năm rồi nha bà con. Đây, ghép được 2 năm rồi nha. Đó. Nó như cái bánh ninh này ha. Nó rất là cứng chắc luôn. Cái này thì em giao lưu bà con 1.100.000. À, về mình đệm thêm một ít dây, mình cuôn mình tỉa sát lại lấy cái phơm theo dáng đổ quay vai nha bà con. Rất đẹp luôn. Lên tàn là rất đẹp. Đây, cái này cũng vậy ha. Mình về mình cuôn lại. Đó, mình chỉnh sửa cái này còn bông nhiều em để cho bà con mình thấy ha. Đợt sau có thể là chỉnh nó dày là nó đẹp hơn nữa. Chiều cao cái này là 49. Tổng cái chiều dài tán là 76.
Cây này thì màu green là màu tím nha. Đó, với hai màu thái nữa ha bà con. Cái này cũng màu thái nữa nha. Đó, màu cam và màu đỏ nha. Yeah. Đó, cái cây green thì cái nhánh nó cũng có ra hoa luôn nha bà con. Rồi em đo cái hoành nha. Cái hoành vị trí này đó là 19. Ở cái đế sổ ngay đây là 18. Cái này khá có duyên cây ha, khá quái. Đây, tất cả dây kẽm rồi đã buông dây rồi nha. Đó. Bông giấy thì bà con lưu ý giùm em ha, khi đi thì hoa nó sẽ rụng, lá nó sẽ rụng nha. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cây. Sức sống nó vẫn bình thường. Em bao sống cho bà con cây đã mà thuần chậu này ha. Tổng cái chiều dài tán đó là 79 gần 80 nha. Tán ngang như gì? Đó là 52. Cây này thì em giao lưu bà con là giá 1.100.000, em bao ship toàn quốc nha. Cây này thì cái chậu cũ nha, em vẫn bó cho bà con bà... này bó bầu đi cho bà con ơi. Dạ. Đó, bó bầu đi, chậu này nó cũ nó mục rồi. 1.21 em bao ship toàn quốc. Mấy cây này ghép thành phẩm rồi quý chú ơi. Đây, cái này nó cũng tiếp tục là một cây hoa giấy nữa nha. Tiếp này em được 3 cây. Đó. Thì cái lô này chung một lô hóm gà, cái này nó hơi thưa tàn hơn. Đó thì cái giá em sẽ báo sát lại cho bà con nha. Cái này thì màu cẩm thạch, màu tím, ở màu đỏ, hai màu rồi nha. Đó. Quá rực rỡ luôn chú. Chiều cao cái này đó là 66, tổng chiều dài tán đó là 69. Bà con lưu ý giùm em, cây này đi chắc ăn là phải rụng bông và rụng lá nha, khi đi xa nha bà con. Đó, nên mình khi ra tới nơi á bà con cứ việc yên tâm cái vụ này ha. Về mình chỉ cần cuôn tỉa là cho cái phơm nó đều đặn là khoảng một tuần, hơn tuần đã đâm tược mới á, cỡ nửa tháng sau có thể là mang bông theo luôn nha. 19 gần 20 nha bà con, tính 19 ha. Cái chiều cao của cái đế là 20. Đó. Cái này thì em cũng giao lưu bà con giá là 1.100.000, em bao ship toàn quốc nha. Mã số E5 nha bà con, E5. Đó. Đây là những nhánh cẩm thạch nha. Đó. Đế là rất quái luôn. Đó, 1.100.000 em bao ship toàn quốc nha. Cái này thì bà con về cuôn tỉa lại lên đọt non lên cái phơm là rất đẹp nha. Buông dây kẽm hết rồi. Đó, 1.100.000 em bao ship toàn quốc E5. E6 cũng là một cây kim quýt nha. Đây, cây kim quýt này có cái dáng đứng rất là quái nha. Hãy như người ta đứng nha bà con. Đó, dáng đứng thần lắc lượng nha. Thì bà con nhìn thấy cái dàn cốt cành này nó rất là già luôn rồi. Cây này rất là lâu năm rồi, gần chân tay cái em ha. Mà nhìn cái độ già của nó thì mình cũng biết là cây khá lâu năm rồi. Đây, có một cái mặt cắt nhưng ở đây nó sành rồi nha bà con. Đó. Chiều cao của cây là 52. Tán ngang như vậy là 48. Đó. Phơm tàn rất là chuẩn nha bà con. Đó. Nếu như mình rảnh mình xuyên về có thể điểm dây, dằn cái tàn nó lại. Còn không như gì mình chỉ cần cuôn tỉa mình chơi đây ha. Cái này thì nó cũng đã ăn dây cũng theo một thời gian rất là dài. Cái này mở dây dài là rất là lâu rồi nha. Rồi cái hoành vị trí này đó là 16, còn ngay đây đó là 19 nha. Đây nhìn rất là quái quái nha một con. Cao là cái đế này từ đây xuống đây là 19 nha. Yeah. Đó, cây này thì phơm tàn ấm mịn gần có trái rồi nha. Cái này em giao lưu bà con cũng giá là 2.200.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, 2.200.000 em bao ship toàn quốc. Bà con lưu ý giùm em chỗ này nó vận chuyển nó chạy một miếng da ha, nó chạy trước rồi nha bà con. Đó, em báo cho bà con biết trước ha. 2.200.000 ship luôn cái chậu nhựa này cho bà con, em bao ship toàn quốc mã số E6 nha. Rồi, đổi cây. Giống như một người nữ đứng nha anh ha, rất là yếu điệu ha. Dáng đứng bánh tre ha. Cây kim quýt cái chi nó nuôi lâu lắm chú, cái tàn thì nó mau chứ cái chi nuôi lâu. Tiếp theo là cây E7 là một cây trang đỏ nha bà con. Yeah. Phơm tàn này rất là đẹp, rất là mịn ha, thiên nhiên nha bà con. Gốc đế thì rất là lớn luôn. Chiều cao như vậy là 44, tán ngang như vậy là 46. Quá rực rỡ luôn. Đó, cây thì đang lên qua ha. Cây này đã thuần mô nha bà con. Này trồng ngô ở trong chậu rất là lâu rồi. Đó này em vừa để vô cái chậu mới này lại nha. Cái này thì em bán xong em ship luôn cái chậu này cho bà con nha. Nguyên một cái củ đế. Đây nguyên cái hoành đế này là 42 nha. Đó, ở một thân trong đây là khá lớn nha. Nằm chen ở trong. Đó, 42 là củ đặc nha bà con. Còn cái phần đế á, đế thì em tính đây thôi. Nó khoảng 62 nha, 60-62 nha. Ở cây trang này thì bà con ha, chỉ cần cuôn tỉa để gì mình chơi thường xuyên thôi, hoa nó sẽ lên rất là thường xuyên nha. Đó, vàng đế thì không chê vào đâu được. Đó. Còn bà con muốn nuôi bonsai chỉnh sửa lại thì phải tỉa chi lọc chi lại nha bà con. Dạ. Đây, mặt dưới ha. Đây là phơm tàn thiên nhiên, cái này em giao lưu bà con có giá là 2.700.000. Em ship luôn cái chậu này cho bà con, mã E7 nha bà con. Rồi. 2.700.000 em bao ship toàn quốc nha. Mã số E7. Tiếp theo, E8 em có một cây sam hương rất đẹp nha. Cây này nuôi chi cốt cành từ nhỏ ha. Lúc mới trồng lên thì cây người ta đã sửa cốt sửa cành từ nhỏ, sau này người ta bứng lên nuôi thêm một thời gian cái dạng phơm tàn nữa ha, ấm mịn. Này để sắp đế nha bà con, sam sắp đế. Đây cái dáng rất là có duyên luôn, cây dáng trực lắc, tông hơi cao một tí nha.
Chiều cao của cây này là 34, tán ngang như vậy. Đó, là 50. Tổng chiều dài tán 50 nha bà con, ngang như vậy là 33. Lá thì trong cái thời gian này đang rút nhỏ lại, cây rất đẹp, thì bà con cứ việc để ý trên đây. Những cái lá lớn này mình ngắt ngang đây. Đó, những cái lá nhỏ sẽ bung ra, sẽ đâm hai đọt hai bên, lá nhỏ lại nha. Đó, thì mình để cái lá sam hương nó nhỏ lại thì rất là dễ nha. Nó cái cốt cành này đem ra thử cái cốt một này, người ta chừa từ nhỏ tới bây giờ ha. Cái đùi này ha. Là 14 rồi nha bà con. Dạ. Yeah. À, đùi này khoảng 19 10 nha, đùi này thì lớn hơn. Rồi. Đó, cây này rất là chuẩn cây ha, cây này khi mình ép vô cái chậu đẹp thì cây này lên giá, cái giá tiền nó cũng lên theo nha bà con. Đó. Rồi cây này mã số E8. E8 này em giao luôn bà con 1.700.000, em bao ship toàn quốc, bà con nhìn tham quan cái dàn đế ha. Yeah. Không chê vào đâu được, chặt đã sát hết rồi, rất là vừa dạng ép chậu nha. 1.700.000 em bao ship toàn quốc mã E8 nha bà con. Yeah, rồi. Rồi tiếp theo mã E9. E9 em có một cây sơ ghi nha, dòng cây ăn trái nha. Sơ ghi này là sơ ghi Thái nha bà con, sơ ghi ngọt ha. À, em thì em có cái số lượng khá nhiều. À, bà con cần số lượng thì em sẽ có mà mình giao lưu với bà con ha. Đó, em để cái giá sát cho bà con. À, E9 nha bà con, 1.300.000 em bao ship toàn quốc ha. Chiều cao như gì là 40, tán ngang như gì, chiều dài tán là 52. Tán ngang như gì, đó là 36. Cây thì phơm tàn cũng khá là chuẩn ha. Ở chi cành rồi rất là đẹp và mịn này nha bà con. Cái này cái thân rất là quái luôn. Cái hoành vị trí này là 11, cái củ vị trí này là 17 nha. Đế thì đế cũng nở rất là đều luôn nha. Đây bà con nhìn cái đường thân co lắc rất là quái nha. Này được sửa thân sửa đế từ nhỏ nha. Đó, cái này em giao lưu bà con 1.300.000, em bao ship toàn quốc mã số E9 nha bà con. À, vàng xương dâm đây. À, cái này thì dòng cây ăn trái thì mình nuôi rất là mau, có lớn cốt nha bà con. Yeah. Rồi tiếp theo mã số 10 E10. E10 thì em có một cây trung nu nha. Lô này cũng có là số lượng luôn nha bà con. À, trung nu này là trung nu người ta chỉnh là cái vàng chi này là rất là chuẩn luôn. 1 2 3 cành phong nằm đúng chuẩn hết nha bà con. Yeah. Đó, cái này đã cắt giật một nước rồi nha. Cái này thì mình về mình điểm dây lên mình chơi liền nó sẽ mịn cái tàn. Rất là đẹp, cây lên thơm luôn. Đó, còn không nữa thì mình cứ việc mình để bồn mình nuôi. Đó, mình chuẩn là chỉnh là cái cốt cành cho nó lớn ha, cái giá trị nó sẽ tăng. 26 là chiều cao, tán ngang như vậy là 42. Đó, bà con nhìn thấy ha. Cây thì đã sắp đế hết bốn mặt hết rồi. Đó, từ cái gốc đế lên đây nó nở rất là nở nha. Đó, thân thì nu nút rất đẹp luôn. 12 ha, cây này cao từ dưới mặt bầu lên đây chỉ có 12 ha. 1/2, 1/2 nha bà con. Đó, khá là lùn ha, này dạng lùn lực nha. 17 là hoành, cái củ đế này. Củ đế này là 32. Cái này thì em giao lưu bà con giá như hổng ra là 800.000, em bao ship toàn quốc ha. À, những cây này em bao là bà con là nuôi ha, cây một thời gian dài dài nữa là cây là lên tiền rất là cao nha. Yeah. Đó. 1.000.000 ha, 800.000 em bao ship toàn quốc mã số E10 nha bà con. Rồi tiếp theo E11. Được. Cũng là một cây lùng lực luôn nha bà con, trực lắc ha. Đó, trung nu nha bà con. Chiều cao đó là 22, tán ngang như gì? 35. Cái này là mình điểm lên chắc ăn là sẽ nó rất là mịn và đẹp rồi nha. Đó, chỉ cần 2 3 tháng nữa thôi cái những cái cây này rất là đẹp mịn tàn nha. 22 là vị trí này nha bà con. Ở cái hoành cũ nở, cái hoành thân ở đây là 17 nha. Đế thì đều bốn mặt, đế là khoảng 30 nha. Trên đó nha. Đó bà con mình xem ha, 1 2 3 cành phong. À, cây này rất là chuẩn, cây nào cũng chuẩn hết nha bà con. Đó. 800.000 em bao ship toàn quốc mã số E11 nha bà con, 800. Đó. Yeah. Rồi, đổi cây. E12 là một cây tông cao ha, phơm tàn đã mịn ha. Cây này nó cũng đã hoàn thiện dây rồi nha bà con. Này thì mình chỉ cần tỉa cuôn để cho cái vàng tán nó dày, càng ngày càng mịn mình chơi thôi, không cần phải điểm dây gì nữa. Để cho mà một thời gian dài sau mình nuôi nó sẽ phát triển những cái mặt thẹo này đó, nó mau liền là mau bích nha. Đó. Bà con thì cứ việc để vô bồn nuôi những cây này á, càng ngày giá trị nó càng tăng nha bà con. Cao là 30, tổng cái chiều dài tán như gì là 53. Phơm tàn ấm mịn nha, này là trung nu nha bà con. Ở dòng này thì mình cắt mình tỉa cuôn thường xuyên thì bông nó sẽ lên theo thường xuyên nha. Cái mùa bông nhiều nhất là từ tháng chạp tới tháng mà giêng tháng 3 tháng 4 luôn nha. 19 ha là cái hoành. Ở trên đây eo nó là 17, còn cái củ này nở đặt gì là 32. Ở cây này thì em giao lưu bà con 1.100.000. 1 2 3 chi phong rất là chuẩn ha, cốt cành khá lớn, xương tàn khá mịn rồi nha. Yeah. Đây, cái vàng nhâm xương này rất là mịn và đẹp nha bà con. Đó, cái này thì 1.100.000 em bao ship toàn quốc mã số E12. Tiếp theo E13. E13 em có một cây này rất là lùng lực nha bà con. Đó.
Những cây này có khi em mà thấy người ta làm nuôi hoàn thiện không còn mặt cắt lên san hô, cái giá nó khoảng mười mấy 20 triệu là chuyện bình thường nha bà con. Em thấy thường xuyên ha. Cao như gì đó là khoảng 26, tán ngang như gì đó là 39. Những cây này là nuôi rất là lâu mới tới giá đó nha bà con. Rồi, cái này là đó. Chỉ là đầu tiên thôi anh ha. Này là đầu tiên thôi, nó chỉ mới có một nước dây ha, cốt cành nó mới chặt được nước thôi ha, cắt giật thôi ha. Cái này mình phải bỏ công dài cây mới giá trị cao ha. 18 là hoành, cái cũ ở dưới đây. Mình ví dụ thôi. Dạ, này em ví dụ cho bà con ha. Nên những cái gì em thấy ha. 26 nha. Dạ. Ở cây này thì em giao lưu bà con cũng đồng giá là 800 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Đó, 800, em bao ship toàn quốc, mã số E13 nha bà con. Rồi. Đó, E13 ha, 800 ngàn. Rồi. E14, E14 là cây tông cao nha bà con. Đó, dáng cũng dáng trực, lắc nha, tông cao. Phơm tàn ấm mịn, cốt cành khá lớn ha. Đó, cái tàn rất là mịn nha bà con. Cây đó đang rất là sung cây nha. Dạ. Chiều cao như vậy, đó là 36, tổng cái chiều dài tán gì là 66. Đó, tán ngang như vậy, đó là 32. Đó. Bà con mình xem kỹ ha, những cái mặt cắt đang kéo cái này thì mình nuôi mình thả bồn, cái mặt cắt kéo rất là nhanh nha. Đó, cái nụ nút cái thân nó rất là đẹp nha. Em đo cái vị trí ngay đây là 18 ngay eo ha. Cái hoành cũ ở vị trí này đó là 26. 1.100.000, em bao ship toàn quốc ha. Cây trung nu mã E14 đây. Bà con mình xem kỹ ha. Đây, những cái mặt bóng đang lên. Phơm tàn thì mịn, cốt cành khá lớn, anh ăn dây ha, một thời gian nữa mình gỡ dây được nha bà con. Dạ. Rồi, E14 nha bà con. Đó, 1.100.000. E15 là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Cây này là cây ương từ hộp rất là già, em đã cuôn tỉa lại nha, cho nó lên phơm chi tai tai kìa ha. Đó thì cái đọt nón đang lên, nó cũng kèm theo bông luôn nha bà con. Chiều cao này, đó là 63. Tán ngang. Ngang như gì? Đó là 52. Cây này thì em đi thì em sẽ bó bầu cho đi nha bà con. Giá thì chỉ có 600 ngàn, em bao ship toàn quốc. Bà con nhìn thấy những cái chi cốt khá lớn nha. Cây này khoảng một tuần lễ nữa, 10 bữa nữa thì cái dàn đọt nó lên dày ấm là coi rất đẹp nha. 10 gần 11 nha. Cái cũ đặt gì là 19 hả? Em tính quanh này là 10 đi nha. Đó, cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ 600 thôi, em bao ship toàn quốc. Mã số E15 nha bà con, nguyệt quế ha. Cây này từ hộp nha bà con, lá xoắn bông chùm. Cây gì mà quái vậy ta? Đây, tiếp theo là một cây sam song hình. Cái này nó hơn phôi một tí thôi nha bà con. Đó, có chi cành rồi ha. Này vô dây mà chưa có bắt là khá chuẩn nha. Bà con về có thể chỉnh sửa thêm. Đó, như mình vừa tập chơi luôn nha bà con. Những cái bà con mà anh em mà mới tập chơi á. Đó. Chiều cao cây này là 36. Cái đế rất là quái luôn nha. Này em đo cái hoành em báo đi. 16 gần 17 nha bà con. Đó, còn vị trí này là 22. Tổng cái hoành đế là 39. Ở chiều cao cái đế sổ này dưới đây lên đây đi, nó khoảng 20. Cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 500 ngàn, em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu này ha. Cái chậu này khá dễ vỡ ha. Ở đây là có đường cốc da nha bà con. Đó. Cái này thì nó rất là già cây rồi. Đó, già cực kỳ già nha bà con. E16 500, em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu này cho bà con nha. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo E17 là một cây tùng dạng niên nha bà con. Tùng này là tùng bông ha. Tùng này thì nuôi cốt cành khá là lớn ha, khá lâu năm rồi ha, nên rất là già ha. À, chiều cao này là 39, tán ngang như gì? À, 40. À, cây này thì nó già cây nha bà con. À, đây, nó mini ha, có một cái đường lũa nha. Đa phần tùng nó sẽ lũa nha bà con. Mình không có không gian mình chơi cây nhỏ nhỏ này được nè, quý chú ha. Dạ, quanh là 10. Dáng trực. À, cái hoành đế này nó khoảng 26. Cây này thì em giao lưu vô con giá 900 ngàn, em bao ship toàn quốc. Đây. Cốt chi rất là lớn nha. Cốt chi nó ngón tay giữa em nha. Ngón tay giữa em nha. Cốt chi này nuôi cốt chi cũng lâu nha. À, cây già nuôi lâu chứ. Rất là già nha. Cây này thì mình làm lại rất đẹp nha. Dạ. Đó, 900 em bao ship toàn quốc nha. Mình nó lịch rồi tiếp theo đẹp. E18 là một cây hàm tiếu lan tiêu nha bà con. Đó, cây này thì vô được mấy một nước dây ha. Đang bẻ lên phơm nữa ha. Đó, mà về bà con cái gì nuôi chỉnh sửa thêm. Cây này cũng đã có bông nha bà con. Yeah. Mỗi một nách lá nó sẽ ra cho một cái bông ha. Đó, khi cây nó sung nha. Chiều cao như gì? Đó là 45. Tán ngang như gì? Cây này tán khá lớn. Khi đi thì em sẽ ép lại tí nha. 66. Cái hoành này thì tay giữa em nha bà con. Dàn đế khá đẹp nha. Cái hoành này nó khoảng 6 thôi. Đó, cái hoành đế này khoảng 14 nha. Cái này em giao lưu bà con giá chỉ 450 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Cây lan tiêu hàm tiếu nha bà con. Đó, khá đẹp nha. Cây này thì mình cua mình cắt cho nó gọn lại thì cái dàn đọt non lọc non này lên nó sẽ mang hoa. Cây ấm tàn mịn lại nhìn rất đẹp nha. Mã E18 450 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Yeah. Rồi tiếp em theo thiếu. E19 là một cây thần kỳ nha bà con. Cây thần kỳ này thì cái dàn phơm dàn đế nó rất là đẹp luôn.
nó đang lên hoa. Ở dòng này thì mình ăn trái của nó rất là ngon đó, chua chua ngọt ngọt nha. Nó khi ăn thì cái vị giác của mình sẽ thay đổi một ít nha. Khi mình ăn chanh vô á, nó sẽ ăn, mình ăn chanh vô rất là ngọt nha. Khi trước khi mình ăn chanh, ăn giá thần kỳ này vô á, cao như là 39, tán ngang như gì đó 52 đó, tổng chiều dài tán 52 ha, tán ngang như gì là 48. Cây này thì nó rất là già, cây nó nu nút, nó nổi cuộn cuộn lên nha, 12 gần 13 nha. Ở cái củ đế này đó là 48, cái này em giao lưu bà con giá chỉ 900.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Thần kỳ bonsai nha, cây vừa lên hoa có trái luôn nha. À, 900.000 em bao ship toàn quốc A18 nha bà con. Yeah. Rồi tiếp theo A19. Ủa A19 nha, A19 tiếp theo là A20 nha. E20, E20 là một cây ngâu nha bà con. À, E ha, nhớ gì mà E nha. Là một cây ngâu nha bà con. Bông đây chú ha. Bông đang lên ha. Rất là già cây rồi, chiều cao này là 36, tán ngang gì là 34. Già cây lắm. À, cây này thân nó nu, nó xù xì già rồi nha. Đây những cái đường dây này nó trước nó đã ăn sâu rất là sâu, nó liền lại rất là nó dặn theo rồi. 6 gần 7 nha bà con. Ở cái củ đế này đó là 19. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 350.000, em bao ship toàn quốc. Cái này về mình vô những cái tiểu cảnh nha bà con. Ở những cái tiểu cảnh rất đẹp luôn. Đó, hoa ngâu ha. E20 nha bà con. 350.000 em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là E21. E21 là một cây kim giòn nha bà con. Đó, kim giòn này, dòng này thì bông rất là xuyên bông luôn, lên đọt lên hoa ha. Hoa rất là sai luôn, rất là thơm. Nó cũng dòng chiếu thủy nha bà con. Cao là 63. Tán ngang như gì? Đó là 76. Ở cây này thì phơm tàn, tán nó thiên nhiên. Đó, gốc khá lớn, đế khá đẹp nha. Đó. Cái hoành nó là 24 nha. Đó, cái hoành đế nó hai gan ha. Cái này thì em giao luôn. Nuôi mà cắt nó bít luôn rồi. Bít luôn rồi, ở đây là toàn bộ bít láng hết trơn rồi. Có này, cục lọc à, có cục lọc ha, nụ ở đây. Cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 700.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Cái này khi lên bông nhìn rất là mê nha. Yeah. 700 em bao ship toàn quốc, mã E21 nha bà con. Đế đẹp. Rồi không? Tiếp theo E22. E22 là một cây nguyệt quế lá chung bông chùm nha. Ở dòng này thì đã nước dây ha. Ở cây này thì đang lên hoa nha. À, những cái đầu mà đọt này đang lên hoa, đang cho hoa lại gai nha. Đó. Chiều cao cái này 45. Tán ngang như gì? Đó là 50. À, cái này thì khoảng 1 tháng nữa thôi, nó rất là đẹp, nó dày dặn vàng lá lên thì cây nhìn rất là đẹp luôn ha. Phơm tàn ấm mịn lại đó. Cái hoành vị trí này là gần 24, cây này củ khá lớn nha bà con. Rồi em đom lấy cái củ tròn lớn thôi là 34 nha. Cái này thì em giao lưu bà con có giá là 800.000, em bao ship toàn quốc nha. Cây này rất là có duyên cây nha bà con. Ở những cái tai chi bắt rất là có duyên cây. 800.000 em bao ship toàn quốc, mã số E22 nha. Đó, E22 800. Rồi tiếp theo E23. E23 em có một cây bằng lăng nha bà con. Đó, bằng lăng gừng nha. Quái cây này thì nó đã thuần chậu sống rất là khỏe rồi. Cây này khi trước khi đi thì em cũng bó bầu ha. À, thằng em nó ghép vô một số nhánh nữa mà tường vi vô đây nha. Đó, nhưng mà thấy chưa, cái thấy cái mà đọt nó lên vậy ha. Đó, cái đó thì như mình không tính đây. Dạ, mà bán phôi đi ha. Cao như vậy là 39 nha bà con. Đó, cái mặt cắt bà con nhìn thấy ha, nó kéo rất là mạnh luôn. Đó, tổng cái chiều dài này đó là 60. Cái hoành thân vị trí này, ở hoành thân vị trí này là 47. À, em ra tổng cái hoành đế luôn. À, dòng này thì thiên nhiên nó ôm đá, à, bởi vì những cái vết lũa tự nhiên nó tạo ra ha, nhìn khá đẹp nha bà con. 81 đây, cái mặt này là nó ôm vô đá nha bà con. À, khi người ta khai thác gỡ ra thì nó sẽ có một đường lũa thân gì nha, cây khá đẹp. Đây ở trên đây cũng có một cái đường lũa luôn đó. Rồi. Mã E23 em giao lưu với bà con có giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi nha bà con. 1.200.000 đó. Cây E23 cũng là cuối clip nha bà con. Đó, bà con mình xem kỹ ha. Yeah. À, rồi cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. À, em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, con cũng kết thúc đây ha. Quý cô chú xem kênh yêu mến xin mời đăng ký ủng hộ, nhấn chuông thông báo để xem những clip mới trên kênh. Con xin chào và hẹn gặp lại.